con mình nó đi lên thành phố nó mua nè nhãn nè đó. Đồ ăn vặt không à. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay con gái nó đi chợ mua gạo, mua bún, mua rồi tùm lum hết, mua được nhiêu đây trái cây nè các bạn. Đây một một rổ nhãn. Rổ nhãn này 3 ký. Và nãy chuối xứ nhỏ xíu trái nè các bạn. Chuối xứ nè, chuối xanh nè, chuối mắc lắm nha các bạn. Đây, rồi mấy trái xoài non. Trời ơi, hai vợ chồng nó khoái ăn xoài non này nè, chấm mắm ruốc lắm. Đó, thấy lâu lắm rồi mới có nhãn á các bạn. Mình đi chợ trên đó hên xui, có khi không. Có khi hàng ta mới nhập về các bạn. Nhà thì ưa ăn nhãn lắm. Mua hoài, mỗi khi có nhãn thì nó đi mua. Ở trên trên đó mới có chứ phía dưới này á là mình phải đặt á các bạn. Và đây nè. Mua một lần 7 bao gạo á các bạn. Đó, mua 7 bao gạo luôn. Bây giờ tại vì bây giờ mình mua sẵn để tới mùa hè mình đi làm hè không có rảnh đâu các bạn, cho nên giờ con mình nó mua sẵn cho mình 7 bao ăn tới qua hè luôn. Đây bây giờ đó mình khui thùng nhãn ra đây các bạn. Khui thùng nhãn ra coi nhãn nó trái nó to không? Rồi cũng ngon lắm các bạn. Có khi nó mua nhầm nhãn không có được tươi lắm á. Bữa nay nhãn tươi nè các bạn. Rổ này là 3 kg nè. Nhãn tươi nha. Nhà mình ưa nhãn lắm. Có khi mua 2-3 rổ luôn. Mà lâu lâu mới về cũng được các bạn ơi. Tới mùa người ta mới nhập về đó, nhưng mà năm nay là về được có 2 đợt hay gì á, mua được 2 lần hả, thèm quá thì mua nhãn hộp ăn, còn này là nhãn, này là nhãn trái cũng to ha các bạn nè, trái to ghê hơn cũng tươi. Có nhầm khi nó mua mà nó không có dở ra coi á, nhãn nó bị khô khô hết trơn rồi, tại vì nhiều người, nhiều cái tiệm mà người ta bán không chạy hàng á, mấy cái tiệm nhỏ nhỏ á, người ta bán không chạy hàng á thì mua nhầm nhãn nó héo hết trơn, bị hư nữa. Còn mua chỗ này tiệm lớn nè, bán chạy hàng cho nên nhãn nó tươi lắm. Thấy thùng nhãn là thấy mê rồi. Ở đây trồng không được, mình rất là thích nhãn á các bạn mà trồng không được. Và đây là những cái hộp nước cam hiệu của Thái nè các bạn. Của Thái ấy, nhập qua nhưng mà con mình nó ưa lắm. Lần nào đi nó cũng mua hết. Có khi mua 10 hộp về uống. Ở đây thì cũng có mấy loại này nhưng mà không phải hiệu của Thái. Đi là nó thích cái hiệu của Thái. Nó nói uống ngon. Khác mùi vị. Đó. Thật ra là mấy món này là hình như là hàng của Thái không á các bạn. Chuối nè, với xoài nè, xoài non nè, nhãn nữa nè. Của Thái thì nhập qua đây thì cũng cũng tiện hơn. Ở đây thường thường ta nhập hàng ở Thái nhiều. Nước dừa tươi, nước dừa với lại dừa tươi cũng ở Thái các bạn.
ở Thái thì nước dừa rất là ngon, tại vì hồi xưa mình ở đó đó, mình uống nước dừa hả mỗi ngày luôn á, tại vì dừa rất là rẻ, dừa rẻ lắm, ngày nào ông xã mình cũng mua cho mình mấy trái dừa để uống 2-3 ngày hết, là mua nửa mua hoài luôn chứ quên, mua một hoài để uống mấy ngày, cái mua nửa trời ơi mua một hoài vậy chứ cũng cũng có 1-2 đồng rồi các bạn ơi, rẻ lắm. Đây nè các bạn, và đây thêm nữa nè, hồi nãy nó để cái giỏ dưới mình không thấy mấy cái bánh đồ khô này, mình tưởng đâu là có trái cây với chuối không à, ai ngờ đâu còn trong giỏ nữa nè, khô mực nè các bạn, với lại cơm cháy ruốc đây nè, cơm cháy ruốc, rồi ở đây cũng là bánh tráng nó trộn với tôm đó các bạn, gia vị rồi cũng ngon lắm. Đây nè, hai loại khác nhau đó, phải đi tới tận Helsinki mua đó. Mà đồ ăn chơi không à, hai vợ chồng nó hảo đồ ăn chơi lắm mà mình cũng thích nữa, buồn buồn miệng nhai cho nó đỡ buồn. Khô mực nữa nè, nhãn đó, nay đi á, mua nhiêu đây á, gạo thì gửi anh nó chở rồi, nhà mình á, hồi trước có mấy đứa nó ở đông á, thiện tháng bao gạo chứ giờ 1 tháng gần 2 tháng mới bao gạo, nhiều khi cũng ăn độn mì hủ tiếu rồi các bạn, giờ cũng ít có ăn cơm đó, bữa nay là đồ ăn giặt không đó các bạn. Còn cái này ấy là nó mua để nó nấu trà sữa trân châu á các bạn, đồ ăn chơi không à. Trời ơi chuối á, mình nói mình thèm ăn chuối, mà cái loại mà chuối trái nhỏ 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 ở Việt Nam á các bạn, rồi nó đi nó mua nè, trời ơi, chuối xanh nè 7 đồng ký á các bạn, hồi xưa 40 đồng ký rồi đó, bây giờ còn 7 đồng á, bây giờ á, rẻ nhiều lắm rồi, hồi xưa này nhãn này thì 22 đồng 3 ký, bây giờ còn có 15 đồng à, tại bây giờ nhiều nhiều tiệm ra bán quá các bạn, rồi người ta cạnh tranh á, rẻ hơn, cũng rẻ cũng đỡ cho người dân mình mua xà mua ăn xài. Hồi xưa có ít tiệm á, thì ta bán giá cao hơn, giờ nhiều tiệm quá cạnh tranh thì bán cũng không có lời nhiều nữa đó. Là vậy đó, buôn bán cái gì cũng vậy đó, một mình độc quyền á, thì bán giá cao chứ còn nhiều người ra quá là cạnh tranh rồi. Bây giờ rẻ rồi cũng dễ ăn, 3 ký 15 đồng chạy 5 đồng ký á các bạn đó, bây giờ nãy giờ đà hồi nãy đầy rổ luôn á, mà con mình nó ăn lưng rồi nãy giờ, tại vì mấy đứa nó quấy quá mình không có quay video được, giờ mấy đứa nó đi ngủ hết rồi mình mới quay nè. Hôm nay mình mời các bạn ăn vặt với mình nha, đây là một rổ nhãn 3 ký, ăn nãy giờ cũng gần ký rồi, tụi nó lãi từ từ rồi, tại vì hồi nãy mình khui ra mình định làm video liền, nhưng mà mấy đứa cháu nó còn thức, nó quậy quá cho nên nó la quá, cho nên mình chờ nó ngủ rồi mình mới làm. Đây một rổ nhãn của mình 3 ký mà ăn hết một ít rồi, còn nhiêu đây, ăn chắc chừng khoảng nửa ký à, mấy đứa gái nó ăn tối rồi, nó tối rồi không có ăn nhiều, tại vì giờ này cũng gần 12 giờ rồi các bạn, cho nên mấy đứa nó ngủ hết rồi mình mới làm. Ông xã với lại mấy đứa cháu nó ngủ hết rồi, nên hôm nay là mình phe chia sẻ những món ăn vặt của các bạn ở Phần Lan, nhưng mà nói ở Phần Lan á, lại thích ăn những món ăn vặt của Việt Nam. Đây là cơm á, các bạn, cơm sấy á, cơm ruốc á các bạn, đây nè, cơm cháy nó mua 3-4 ịnh luôn à, cơm sấy cháy rồi đây là mực, tại vì mình để máy quay sát vậy nè cho nên không không có thấy được ở trên đầu của mình, đó là mình mới quay được gần rõ cho các bạn, chỉ thấy trên đây chung tóc thôi chứ chả gì hết nhiều khi người nào người nhiều người nói sao quay mất cái đầu, nhưng mà tại vì mình để sát quá, để sát cho nên mình mới thấy được những cái trái cây của mình rõ, để xa quá thấy không có rõ các bạn. Còn đây là
bánh tráng mà nó xay với tôm nữa các bạn. Đó, bữa nay nó đi mua nhiều món ăn vặt lắm. Còn cái này thì hộp con trâu về mình làm trà sữa, với lại hôm mình nấu chè gì á các bạn, mình luộc lên để mình cho vô chè ăn cũng ngon lắm. Trời ơi, rồi mấy cái cốc nữa nè các bạn, rồi mấy cái xoài nữa nè các bạn, xoài xanh vậy nè chứ mắc lắm á. Trời ơi, về Việt Nam á cái này cho đâu có ai thèm đâu, mà ở đây bán mắc lắm á, 10 đồng ký á các bạn. Còn chuối nè, đây nè, 7 đồng ký chứ hồi đó đó thì bây giờ 7 đồng chứ hồi đó 40 đồng á các bạn, nhiều năm trước á. Bây giờ nhiều tiệm ra quá rồi cái đồ nó cũng rẻ lại. Còn nhãn này á, hồi đó đó mình mua 3 ký 22 đồng nhưng mà giờ 3 ký có 15 đồng mà. Hạ giá nhiều rồi tại nhiều tiệm mở ra các bạn. Đó. Để mình thử nhãn coi ăn thử trái nhãn coi nhãn nó có dày cơm không nha các bạn. Nhãn hạt tiêu á rất là ngọt á các bạn. Với lại tươi nữa, bữa nay mua được nhãn tươi. Thường khi mua nó cũ quá rồi về cái nó khô, nó teo héo hết trơn không ngon. Bữa nay được ngon nè. Bây giờ tối rồi mình cũng không dám ăn nhiều, ăn nhãn gì chứ ăn nhiều nó nóng lắm á các bạn. Chứ thường khi mà nếu mà ban ngày thì ăn nhiều một chút được, chứ còn ban đêm không có ăn nhiều được. Vậy chứ rổ nhãn này á, ngày mai sơ qua cái là mấy má còn hết, ăn hết luôn á. Nhanh lắm. Ăn tươi liền nó ngon các bạn. Mỗi khi mình về Việt Nam hả, mình cũng cộ nhãn này qua nè các bạn. Nhãn nè, chuối nè, xoài nè. Nhưng mà xoài non này mình không có đem đâu, mình chỉ đem xoài trái bự. Xoài ở nhà em mình trồng một vườn xoài nhiều lắm. Nhà em mình nó có vườn đủ thứ trái cây, mình về mình hốt qua thôi chứ không có cần mua. Về đi qua rẫy của nó là cây xài lựa trái ngon ngon là đem đi hết. Mình về Việt Nam lần nào cổ đồ qua mấy chị mình cũng cười đó. Tại vì cây nhà lá vườn cho nên đem qua chứ bên đó trời ơi thừa thải quá, người ta ăn người ta ngán. Với lại hơn nữa xoài chua mấy đứa cháu nó không có ăn, nó nói cây đó xài chua lắm, nó chua ta hái hết về bên đây luôn đó. Mấy đứa con mình là ưa lắm, ưa trái cây Việt Nam lắm. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và vạn sự may mắn. Nếu thích video của mình thì xem hết video ủng hộ cho mình nha các bạn. Thôi bye bye, chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.